đóng ngay. Úi dồi ôi, ấy giời, hàng rồi, hàng. Úi giời, chim. Ui, chim. Úi giời. Vị trí câu cá, nhưng mà cảnh trên đây đẹp nhá nhỉ. Hà Nam công cốc đẹp thật. Cảnh rừng núi và cứ phải bật ngàn các bạn này. Đẹp chưa? Wow. Này cái kênh này nó nối ra đâu ấy? Dạ. Cái đoạn này nó nối này là đâu ấy? Nối lên đến cầu. Lên đến cầu gì cả. Trông đẹp nhỉ. Hà Nam công cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh. Rồi. Hello, xin chào năm trăm anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay đi đánh tầm Hà Nam Quảng Yên các bạn. Thì xảo quá giỏi thế nơi. Đánh đá. Này săn hàng chơi hàng khủng anh em này. Bác chúc em may mắn đi. Sao tận bên này mới con hàng nào này. Xa ơi là xa. Thì sáng đi đồ nó nặng quá nên là phải vứt máy sang cái túi để treo vào vậy. Không phải đeo vai đi, nói chung là 20 cây đấy. Đeo tới nơi chắc là gãy vai. Hôm nay đánh lưỡi tứ đi các bác nhé, không đánh ngũ nữa. Săn hàng cho hẳn lưỡi tứ giặt đánh xa bờ cho nó nhẹ. Ok, thì em vẫn đánh cái bài mít ủ chua này, để tủ lạnh này. Chơi dòng chất lượng. Con nó vào rồi đây. Vô phi ở đấy cái chim nó nào ngày đến một tầm ngay quần quần nhau nhát thôi. Không đến là rõ của nó giật bơ. Nó giật là 2-3 cái. Đấy. Úi giời. Đây mới là cá này. Gì đấy? Chấm. Chấm. Hàng đây hàng đâu? Mình gãy cái vợt này. Chấm ngay. Ê, đóng này cây con này đấy, đóng vậy. Cái tống là cây này còn hình thôi. Rồi, Ông cả cây may mất. Ok. Mày ổng không cách thịt. Ôi, con này bị đánh điện rồi em ạ. Con này bị đánh điện, gãy đuôi. Bầy lắm nhỉ. Chấm cỏ thiên nhiên là đây. Đâu không à. Giật quá đi vào lòng người. Chấm cỏ. Con này hơi nhỏ này chắc là cần rưỡi này. Cần rưỡi nhưng mà có quà. Hàng chấm cỏ đầu tiên. Ai thả rõ. Chắc thù cần con hay đánh cần con hơn, sướng cần to này. Cái này là ok. Thì hình là cần to ngoài kia câu không được con nào bác à. Ngầm chán này không đánh sao bờ khó nhai thật. Thì em vừa thả cần này đánh đầu cần nghe dính luôn em trong cỏ. Sóng thiên nhiên phê luôn, nó bé nhưng mà đánh nó sướng. Còng víu cần móc cào cái cây mà may không mất. Qua như thế này, nói chung là những cái chỗ như này thì không thể tránh khỏi cây cối nó tùm này. Không thể nào mà mình xuống nội xuống mà mình gỡ lên hết được, rất là nhiều. Qua nhìn. Ôi cái chơi tạo mà. Câu được con nào được. Quan trọng là rơm mát anh em. À, các bác nhìn chưa? Địa thế rơm mát phê luôn. Đây là dưới Hà Nam Quảng Yên các bác nhé, tận Hà Nam Quảng Yên luôn. Đi mất tiếng rưỡi mới sang tới bên đây, phả đỏ nó xa quá. Được cái là nó đồng câu thiên nhiên đẹp, quay cho anh em xem thì cũng đi liên tục. Xa mấy cái điểm quay đẹp mà đi câu cho các bác xem. Con này nó khô lắm. Đóng ngay. Ai giời. Tôi nói rục phỉ. Ôi phí đấy. Ê giời, tôi đang rục phỉ rục bay. Tích mồi. Mồi mít này, chấm cỏ này, bọn này nó nhảy chấm cỏ. Cái này nan này cũng dai, vừa nó dập mấy phát rồi mình cứ gật nó trụ lại tương đối thôi. Vừa dập cá đang cuốn ổ. Đấy dập em nhìn nhá, dập. Cá dập rất là phê. Cá này nó cứ dập này, tin nơi nó chúng là chống ngực nó đập thình thịch đấy. Uống bia xem mà dập này, cá nó có phiêu không. Vừa dù nó dối, bây giờ cướp thì sợ nó tuột cướp mất nữa. Bây giờ giật cá nó có phiêu nào. Đóng ngay. Ui giời ơi, trôi em ơi. Ô rồi. Nói mất nữa nhá. Ôi giời ơi. Bây giờ giật cá nó có phiêu nào. Trôi em ơi. Nói mất nữa nhá. Vẫn còn nữa. Con này chắc đóng thì em. Hoảng nhất quả đóng cần tay mất nữa. Phí tê. Con đấy nó cũng hên đấy. Nó đóng vào đuôi, nó đè đóng vào đuôi, không đóng trực tiếp vào mà cái phần gần mồm đóng phát mất dãy. Câu này giật bay đẹp phết nhỉ? Bay đẹp. Cá giật là bay đẹp. Giật cá này nó phê ấy. Nhục đầu cần tay. Một tội quả phao hơi sida nào về chế hại quả phao. Phao sida quá. Không chịu. Ok đấy. Người uống bia cá thì ăn mồi này. Ôi, cớt lên tí này. Ui, gió quá. Đóng ngay. Ui giời. Ui, rô to. Ui giời. Đóng ngay. Ui giời. Ui, rô to. Ui giời. Rô phi bự anh em ạ. Cái gì? Ủa, anh em miền rô phi bự rồi chưa? Đóng phát móc mũi vào đuôi. Con này chắc là đang đá qua thằng khác vào ăn mồi dính. Đè vào của chúng tôi này. Ủa, móc sâu lắm. Ủa, nó mọc, nó mỗi tí đuôi sâu quá anh em ạ. Ui, dãy đĩa không thể mất được đâu. Báo rõ. Có tim men và cái giật cá nó phê hơn hẳn các bác ạ. Đóng con nào chết con đấy. Này, cá của chúng tôi lưỡi sắc thật bán. Quan trọng là mồi mít ủ nó cũng chuẩn bài nữa. Quan trọng là mồi mít ủ chuẩn bài. Anh em cứ làm theo em này, đánh cần đơn miễn lục là phê nhất. Không tốn kém mà lại hiệu quả, cá nên đều. Cần đơn đánh miễn lục. Tao hơi cao nhỉ. Cần đơn đánh lưỡi nục, hiệu quả cao, cá nên đều. Quá là phê luôn. Đóng ngay. Ui giời. Mất rồi. động ngay. Úi giời. Mất rồi. Ui, mất rồi anh em ơi. Có hàng đẹp các bạn này, hàng vầy to luôn. Ui, cục cá thì nhìn cùng mồi này phê thế nhỉ. Vầy to luôn đấy. Không phải là cần nó yếu quá nhé, đóng này đóng một đuôi, nó quấy phật nó mất. Phê nhưng mà tiếc. Ôi, một mít cuốn nổ, cá cuốn nổ này anh em ạ. Cá cuốn nổ. Hạt này hạt. Chứ toàn mít không. Đã quá. Kéo quả căng quá, con này to thế. Ôi, đúng là một chuyến xuống Hà Nam không bỏ công rồi. Này cá cuốn nổ rồi. Đóng ngay. Chấm cỏ anh em ơi. Đóng ngay. Chấm cỏ anh em ơi. Chấm cỏ. Xuống Hà Nam có quà rồi các bác ạ. Xuống Hà Nam này có quà rồi nhá. Chấm chúng tôi. Giật cá nó phê hơn hẳn các bác ạ. Con nào giết con ấy. Cá chúng tôi lưới phạt bán. Quan trọng là một mít ủ nó cũng chuẩn bài nữa. Anh em cứ làm theo em này, đánh cần đơn nữa, nục là phê nhất, không tốn kém mà lại hiệu quả, cá lên đều. Cần đơn đánh nữa nục. Đóng ngay. Úi dồi ôi. Ấy đi giờ. Hàng rồi, hàng. Úi giời. Chim. Ui, chim. cõng ngay. Úi dồi ôi, ấy đi giờ hàng rồi, hàng. Úi giời, chim. Ui, chim. Úi giời. Úi giời. Wow. Chim anh em ơi. Nè. Đây, các bác nhìn cần này. 8h của em này, chim này. 8h nhá. Anh em nhìn chưa? 8h rồi. Chim với chúng tàu này. Wow. Nhấc bổng em hàng con chim luôn. Hàng thôi. Anh em mình to chưa? Chim thiên nhiên. Em đánh cái này đánh độc bằng dây dù đấy các bạn ạ. Độc dây dù không? Dã man con ngan. Úi dậy, càng dễ càng đóng. Thế này cho bác sảng sướng quá, tìm còn run còn hồi hộp này, không cá chìm khỏe thôi, phê thật. Con này gỡ cẩn thận nó mất tay. Làm yên, phê anh em ạ, đóng cá chìm khỏe thế. Dòng cá chìm nó khỏe, cảm giác nó phê anh em ạ. Nữa này, ngũ còn quăn rồi đi. Dã man thật đấy. Quá là chất luôn. Mồi quá là chất luôn. Em thấy mồi của em đi câu chất lượng không? Đẻ một quả phao đẻ cũng đẹp luôn. Quay được cận cạnh. Mỗi tội là chủ quan. Quay cận cảnh.